Dạ vâng, cửa hàng nước mơ cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một máy cưa hệ khai thác chuyên nghiệp này. Cho các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa khai thác về khai thác keo, đồ tràm, đồ linh tinh ạ. Đó, với nhu cầu mà cắt vanh tầm khoảng 100, đường kính tầm khoảng 3-40 phân đổ về, 50 phân đổ về thì các bác tham khảo thì con này các bác nhá. Máy móc quá đẹp luôn đúng không các bác? Các bác nhìn qua ngoài trời thì giờ đang lác đác vài hạt mưa. Có khi máy nó có ướt ướt một tí xíu thì các bác thông cảm cho cửa hàng chúng em các bác nhá. Máy móc cực kỳ đẹp, các bác nhìn qua bình xăng của nó này. Đó, máy sáng sủa trắng keng xe beng luôn các bác nhá. Đó, chưa hề gọi như là hầu như là chưa có vết ố gì luôn các bác nhá. Đấy, bình xăng quá đẹp đúng không các bác? Máy móc tình trạng VIP Pro luôn, nước sơn thì hầu như chưa bong chóc gì cả. Đây tổng thể mặt tiền của nó nha các bác nhá. Con này là hệ Estin 024AV. Đấy, ốp lam nguyên zin. Cực kỳ đẹp đúng không các bác? Con này thì nó tích hợp một ốc lam nhưng mà vẫn có thể lên được hai ốc lam các bác nhá. Các bác nào muốn có nhu cầu lên hai ốc lam thì liên hệ cho cả chúng em. Và chúng em sẽ lên hai ốc lam miễn phí cho các bác luôn. Đấy, còn nguyên zin như thế nào thì cửa hàng chúng em đang để yên như thế để lên video cho các bác xem qua, để cho các bác máy móc có thể nguyên zin nhất có thể. Rồi các bác muốn nhu cầu lên ốc thì cửa hàng chúng em mới lên sau cho các bác. Đó, lam thì xích nguyên zin cho các bác nhá. Lam thì chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay là móp méo gì cả, chỉ có nước sơn của nó thì hơi bị bong chóc thôi. Lam thì nguyên zin chuẩn estin của nó này các bác. Đó, xích là xài xích chung 325 các bác nha. Lam mặt cắt của nó là được 45 phân. Hàm rồng đầy đủ cho các bác luôn. Con này là lốc của nó là lốc nhôm luôn các bác nhá. Lốc hợp kim. Hợp kim nhôm cực kỳ chắc chắn và bền bỉ luôn. Đó, đôi khi mà nhiều các bác ạ mà muốn về sử dụng nhiều thì nói chung là về khai thác liên tục ạ, ngày nào cũng cắt, ngày nào cũng xài đôi khi cả ngày chơi, thì các bác nên sử dụng hàng lốc nhôm các bác nhá. Bởi vì lốc nhôm cái chịu lực cũng như chịu nhiệt của nó rất là tốt. Đôi khi các bác về sử dụng lốc nhựa ấy, như mấy cái dòng như Estin 250, 230, 170, 180 hoặc là mấy cái dòng như đó, mấy cái dòng mà đời thấp đời nhỏ đấy ạ, thì nó sẽ xài lốc nhựa các bác nhá. Lốc nhựa thì đôi khi các bác về sử dụng cả ngày thì cái độ chịu nhiệt của nó thì nó không được cao, cũng như là độ bền của nó sẽ giảm độ bền đi rất là nhiều. Đấy, con này thì công suất của nó ấy ạ là 42cc các bác nhá, 42cc nguyên zin nguyên bản. Đây, sản xuất năm 1989, 42cc, cân nặng đầu máy không là 4,5kg các bác nhá. Đó, cả lam xích vào nữa thì con này phải trên 5kg các bác nhá, trên 5kg ạ. Máy móc đây, quay tổng thể cho các bác xem qua. Cây này thì quá chất lượng, quá VIP rồi. Đấy, ngoại trừ cây lam của nó thì hơi sâu xấu một tí xíu, nhưng mà về độ nguyên zin thì cam kết cho các bác rồi. Máy móc zin nguyên bản 100%. Đó, zin không chê điểm gì luôn. Nòng hơi cửa hàng chúng em đã kiểm tra cho rồi các bác nhá. Nòng hơi đã kiểm tra, bít tông sọc ngang luôn các bác nhá. Bít tông sọc ngang. Đó, thằng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Cam kết cho các bác máy con này thì cực kỳ VIP và cực kỳ đẹp rồi. Các bác nhìn qua thì có hấp dẫn đúng không ạ? Đấy, công suất 42cc bằng một chiếc máy cưa. Công suất của con bộ này á thì nó bằng với lại là một công suất của máy cưa Estin 250 đời mới bây giờ các bác nhá. Đấy, nên là các bác cân nhắc giúp cửa hàng chúng em. Các bác cảm thấy mà đủ để cầu mình xài rồi thì các bác hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng. Giá ấy ạ, thì hiện tại con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5.500.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Dòng này là dòng Estin 024AV các bác nhá. Estin 024AV chứ không phải là dòng Estin 024. Đó, dòng Estin AV là đời nâng cấp của dòng 024 các bác nhá. Máy móc này là cam kết cho các bác độ bền thì quá chất lượng rồi. Dòng này mang hàng của Đức nữa thì quá chất lượng luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp đúng không các bác? Đó, giá con này là 5.500.000. Đó, các bác nào muốn nhu cầu, muốn đặt hàng thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em. Thôi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy.
Máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng như dọn nổ tất cả ngon lành rồi. Cam kết cho các bác là tới tay các bác sử dụng ạ, thì nổ ngon lành, máy móc nổ ngon lành, nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Các bác nào ạ thì sử muốn có sử dụng Zalo ạ, thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Các bác có nhu cầu muốn gọi video để xem trực tiếp cây máy thì cửa hàng chúng em vẫn sẵn lòng các bác nhé. Đó, giá con này là 5,5 triệu, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Các bác nào mà cảm thấy ưng ý con này rồi ấy, thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhá. Nhận ship code toàn quốc, từ Nam ra tới Bắc, từ Tây Bắc xuống tới miền Tây, cửa hàng chúng em ship đến tận nhà cho các bác luôn, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà luôn các bác nhá. Giá 5,5 triệu cho một chiếc máy cưa khai thác Estin, máy móc cực kỳ VIP, nòng hơi chắc chắn, máy móc nguyên zin nguyên bản. Các bác nào cảm thấy ưng ý con này rồi hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.